đây là mã VIP 5 nhá VIP 5 là một bộ đôi đồng hồ này hãng Rolex này lấy cả đôi chỉ còn 500 nghìn và miễn phí ship nên là ưu tiên cho anh chị nào lấy cả đôi trở lên anh chị nào lấy cả đôi thì để lại số điện thoại cho em là VIP 5 một đôi kèm số điện thoại 500 nghìn và miễn phí ship kèm theo một thẻ báo hành một đối một trong vòng một năm nếu đồng hồ bên em bị lỗi và báo hành tròn đời cho mình cái dây kim loại này không phai không đen không ngứa nhá các anh nhá rồi anh chị nào lấy thì cứ để lại số điện thoại cho em là VIP 5 một đôi kèm số điện thoại 500 nghìn và miễn phí ship mình được cả nam cả nữ luôn nha Còn nếu mà anh chị nào lấy riêng nam Thì là VIP 5 nam 299.000 Tiền ship 30.000 Để lại số điện thoại Là VIP 5 nam kèm số điện thoại Còn lấy riêng nữ Thì là VIP 5 nữ 250.000 Và tiền ship 30.000 để lại số điện thoại nhanh cho em nhá Em sẽ đi kỹ từng màu một cho mình này Từng mẫu một ạ à. Đấy các anh nhìn kỹ cả nam cả nữ là đôi nha 500.000 một đôi miễn phí ship Mình có thể là Dù bạn bè Hoặc là mình mua chung hai người người nhá Đồng hồ Rolex hãng Thụy Sĩ ạ à. Đấy em sẽ đi kỹ luôn cho mình này Đây là đồng hồ nam ạ à. Đây là một chiếc đồng hồ nam nha. Tất cả những cái anh nhìn kìa tên hộ em này. Chỉ số ở trong đều đính đá trực tiếp này. Hãng Rolex này có lịch ngày này. Đấy. Mặt của nó là size 3940. Đeo rất là đẹp luôn. Chống nước, chống sức tuyệt đối cho mình. Chống nước 3 ATM. Có thể đi nắng, đi mưa thoải mái nhá tắm biển thoải mái và tắm giặt thoải mái cho em ạ. À. Dây kim loại của nó thì không phai không đen và mình có thể tháo chốt theo chiều chiều tay to nhỏ nhá. Anh chị nào ưng mẫu nam này thì để lại số điện thoại cho em là VIP 5 nam 299 000 tiền ship 30 000 kèm số điện thoại cho em nhá. VIP 5 nam kèm số điện thoại. Anh Nguyễn Vinh VIP 5 nam lên đơn, Lê Thắng VIP 5 nam lên đơn cho mình, Nguyễn Quang VIP 5 nam ok lên đơn cho mình. Còn anh nào chưa lấy cái VIP 5 nam này thì để lại số điện thoại cho em là VIP 5 nam kèm số điện thoại hãng Rolex của Thụy Sĩ nhá. Tất cả đều kim của của nó đều là uh, đều à, cái giờ của nó đều là được đính đá trực tiếp này đấy mặt đá sapphire và rất là mỏng đeo rất là đẹp luôn nhá đấy 299 000 tiền ship 30 000 nữa ạ và tiếp theo đây là vip 5 của nữ ạ 250 000 tiền ship 30 000 em đeo luôn vào tay nhá mình có thể tháo được chiều tay to nhỏ ạ đây bật cái nắp này ra là mình có thể tháo được chiều tay to nhỏ nhá Đấy, đây là đồng hồ của nữ đấy ạ, đeo lên sang lắm luôn đấy ạ. Dây của nó là dây kim loại pha nên là rất là đẹp luôn. Mình mà mua một màu vàng thì hơi chói nó pha dây như này rất là đẹp nhá. Đây, đấy, pha vàng trắng đẹp chưa ạ? Tất cả đều được đính đá trực tiếp này, hãng Rolex này có lịch ngày này. Thay vì đeo một chiếc đồng hồ không có hãng mình mua ngay một chiếc đồng hồ hãng như này đeo có phải sang đẹp không ạ? 250 000 tiền ship 30 000 nhá. Đấy lại số điện thoại cho em là VIP 5 nữ kèm số điện thoại 250 000 tiền ship 30 000 còn mình mà lấy cả đôi, mình mà lấy cả đôi chỉ còn 500 000 miễn phí ship và ưu tiên cho anh chị nào lấy cả đôi trở lên nhá. Để lại số điện thoại cho em. Đấy, dây của nó là dây kim loại trắng pha vàng kèm theo mặt vàng quá đẹp này chống nước ba atm chống nước tuyệt đối cho mình tắm giặt thoải mái đi mưa đi nắng thoải mái được xem hàng nhá kèm theo một thẻ bảo hành này đấy anh chị nào lấy thì để lại số điện thoại cho em là vip năm một đôi hai năm trăm nghìn miễn phí ship lấy cả đôi cả nam cả nữ còn lấy nam thì là vip năm nam hai trăm chín chín nghìn tiền ship ba mươi nghìn vip năm nữ hai trăm năm nghìn và tiền ship ba mươi nghìn nhá rồi để lại số điện thoại nhanh cho em là vip năm kèm số điện thoại bên em sẽ có nhân viên gọi điện lại lên đơn đơn nhất cho mình nhá